Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đã quay trở lại với chương trình Hẹn Hò cùng Cát Tường. Và một lần nữa cảm ơn công ty Thiên Nhiên Việt đã đồng hành cùng với Cát Tường. Và ngày hôm nay Tường rất là vinh dự đã được hẹn hò với một người đàn ông rất đặc biệt. Mà ngay ở cái chào đầu đầu tiên thôi là mọi người sẽ thấy đặc biệt liền. Dạ em chào anh Quy Khánh. Trời ơi, làm như mình là diễn viên hài không bằng vậy, kêu chào cái là thấy đặc biệt liền. Tại sao là dạ rồi em chào anh Quy Khánh mà không kêu là mình chào bạn Khánh để cho nó gần gũi? Dạ mình chào bạn Khánh. Bỏ chữ dạ đi. Chắc mấy số trước làm việc với mấy anh chị lớn tuổi quen miệng rồi phải không? Khánh em chào anh, nó đơn giản được lắm. Như là Nguyễn Khánh xin chào quý vị khán giả trên kênh YouTube của Nguyễn Chí Cát Tường, MC diễn viên đó. Cái gì mới vô mà làm khó rối nhau vậy. Khánh em chào anh. Ok vậy đi cho nó gần gũi em. Anh khỏe không? Dạo này anh cũng ổn, đang tập gym, người nó cũng ổn lắm. Ổn lắm hả? Ừ. Nghe đồn dạo này YouTube của anh phát triển rầm rộ lắm phải không? Không có, nó cũng trung bình thôi. Tại vì mình không có cái gì mới mẻ đó. Anh chuẩn bị làm web drama phải không? Chính xác, chuẩn bị làm phim. Có gì cho em ké miếng không? Quý vị thân mến, Cát Tường nói thì Cát Tường phải giữ lời nha. Quy Khánh có trong đầu một cái ý tưởng là sẽ mời Cát Tường một nhân vật. Và cái nhân vật đó chỉ đóng đúng một phân đoạn trong phim thôi. Nhưng mà cái người phụ nữ này là rất là có tiền, có địa vị trong xã hội. Tự nhiên sao mời em vai đó? Tại vì đúng giống như em quay đời giờ nè. Đẹp, có tiền, có địa vị. Có tiền, địa vị xã hội. Mà vai gì có một phân đoạn vậy cha? Vậy mới thể hiện tính cách giàu có của mình. Mọi người có thấy là tại sao Tường kêu anh Khánh bằng anh không? Huy Khánh sinh năm 1981 các bạn ạ. Tường sinh 1977 mọi người ạ. Hồi xưa đi đóng kịch chung thì có một cái vở diễn là Huy Khánh với Cát Tường đóng vai yêu nhau. Mà lúc đó Cát Tường là đóng vai người yêu phải kêu bằng anh, thì tập riết kêu anh quen miệng. Chứ thật ra Cát Tường lớn hơn Huy Khánh khoảng 4-5 tuổi á. Cát Tường lớn hơn Huy Khánh khoảng 4-5 tuổi á. Tuổi tác có vấn đề gì đâu. Thì đó, nhưng mà trẻ ngang nhau. Ừ đúng rồi, trẻ ngang nhau. Dạ. Chính vì câu nói trẻ ngang nhau, bây giờ Cát Tường sẽ có một món quà dành tặng cho anh Quy Khánh. Đó cái chính vậy? Là giàu có và quyền lực. À, giàu có và quyền lực. Nhà có tiền, có nhà điều có kiện. Tiền, có điều kiện. Em sẽ cho anh 3 ước mơ. Và em sẽ thực hiện ước mơ của anh. Nghe chưa? Cái đó bé hai em tự nói thôi nha. Trong vòng 10 giây diễn viên Huy Khánh sẽ ghi vào đây ba cái ước mơ hiện tại của cuộc đời mình. 1, 2, 3. 10 giây bắt đầu. Tự nhiên kêu cho quà, mở ra cái kêu cái không có 9, quà. Cái gì vậy? 8. Từ từ. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hết thời gian. Hết rồi. Mày quá. Cố là không có được không đâu. Không có bị sai chúng ta. Dạ. Chúng ta hãy niêm phong những ước mơ này lại. Cuối chương trình chúng ta mới khám phá nha quý vị nha. Lần đầu tiên Huy Khánh tham gia một cái talk show của bạn của mình chưa bao giờ được mời. Tại vì xin hoài không cho. Xin hoài không cho. Xin hoài không cho. Thì lần này tới thì cảm giác của Huy Khánh này vô, bước vô một cái mở cửa ngỡ ngàng nói trời. Đầu tư quá vậy. Quay ở một căn biệt thự bự lắm các bạn. Các bạn không được nhìn thấy đâu, nhưng Khánh nhìn thấy. Ekip là khoảng 20-30 người, đèn là khoảng 20-30 cây, máy thì phải 4 cái, quay phim là 4 người, nói chung tổ make up 4 người luôn, phục trang nữa. Nói chung Huy Khánh vô ngợp, Huy Khánh định quay lưng đi về, Khánh nói sao gạt Huy Khánh vậy. Gạt gì? Tại kêu ta tới quay YouTube chơi bình thường là giờ này đi tập thể dục về là mặc quần xà lỏn nha. Ủa thì đây là quay YouTube nè chứ đây. Hôm nay là mình để bạn mặc cái quần dài đó. Chứ không là xong luôn. Tưởng YouTube giống Huy Khánh quay là ngồi nói chơi chơi vui chứ đâu có biết là đầu tư khủng khiếp. Đó mới là cái nỗi đau của tôi đó quý vị. Những cái người mà quay chơi 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 mà lượt view trăm ngàn triệu không à. Còn cái người đầu tư tốn bao nhiêu tiền đi, bao nhiêu con người. Cái YouTube lèo tèo có mười mấy người coi, uống mười mấy ngàn người coi. Cho nên mới hôm nay mới nhờ chút hương hoa nè. Không có. Cái gì? Nhờ chút hương hoa. Cái gì mà mình có đầu tư thì giá trị nó sẽ bền vững hơn. Mà bây giờ trước mắt là cái lượt view nó rất thấp. Thì biết đâu được sau cái mùa này thì nó sẽ tăng lên từ từ, phải mưa dầm thấm lâu. Hy vọng có nhờ có sự xuất hiện của anh Quy Khánh như ban cơn mưa móc cho cái kênh YouTube của em. Mọi người hãy like, share và đăng ký kênh của Cát Tường nhiều để Cát Tường có thêm động lực và nhiều ý tưởng cho ra đời thêm nhiều cái sản phẩm chất lượng và nhiều cái phim hay sắp tới nữa nha các hay bạn nha. Dạ, cảm ơn Quy Khánh rất nhiều và bây giờ là thử thách đầu tiên dành cho anh. Thử thách trong 2 phút, xin mời. Và thử thách rất là đơn giản. Ở trước mặt chúng tôi đó là một cái rổ rau rất là đẹp. Trong vòng 2 phút, đề nghị anh Huy Khánh hãy lựa
rau, lặt rau vào trong ba chiếc dĩa, phân loại cho đúng. Nếu đúng thì anh sẽ được thưởng, và nếu sai anh sẽ bị phạt. 2 phút bắt đầu. Giống tấm cám vậy mà khoan, là mình bỏ rồi cái rau nào trong thời gian anh nói là thời gian đã bỏ cái rau nào mình bỏ ra một đĩa vậy thôi đúng không, là xong đúng không? Ủa mình phải lặt rau chứ anh nhỉ? Lặt để nấu ăn được á hả? Dạ đúng rồi anh nhỉ. À cái rau này rau ngót. À, rồi. Rau ngót. Cái này là, rồi cái này rau mình ngót biết. Vuốt là biết là mình nữ công gia chánh tốt nha các bạn. Được. Dạ thời gian thấm thoát trôi đưa 30 giây đã qua. Cái gì mà gấp với vậy Tường? Em thử cái gì mà có giá trị lắm hay sao mà em ép người quá đáng vậy? Có giá trị lắm anh. Giờ này có tiền có điều kiện ha, có quyền ghê. Đúng rồi anh. Có tiền là có tất cả. Rau này là ăn tốt lắm nha mọi người. Không ăn, ông lặt rau này chắc cho heo ăn. Cho heo ăn. Chứ không phải là cho gia đình ăn. Một phút đã trôi qua. Dụ người ta nói chuyện rồi cái bắt đầu. Nhỏ thiệt. Nhỏ này thiệt luôn á. Rau này lặt sao? Rau này vuốt ngược lại. Tào lắm. Thiệt cái cuộc đời nó có cái rau gì? Rau dền. Tào lao. Mồng tơi. Trời đất ơi, ông lặt rau kiểu gì vậy? Ông tàn sát nhỏ vậy. Còn có 30 giây nữa thôi. Có rau này mua 80 ngàn bạc đầu tư chương trình hết cho sức luôn. Cho anh đi về anh ăn, tại dạo này anh cũng ăn kiêng dữ lắm. À, đang tập gym phải không? Ăn kiêng phải không? Cái rau này không biết làm sao. Lấy cái bao bỏ vô cho ảnh nha. Cái rau này không biết làm sao đây nè. Rau này như người ta ngắt. Bỏ rau cuối gì? Rồi. Rau dền. Hay rau màu quá. Đỏ là bổ máu nha các bạn. Ừ, bổ máu, biết luôn hả? Hay quá. 10 giây cuối cùng. Xong rồi. Ồ, xuất sắc. Như vậy ảnh quá giỏi đúng không quý vị? Trong 2 phút mà đâu đó nó gọn gàng, ngăn nắp. Và ảnh quá tuyệt vời, mình phải thưởng ảnh thôi. Dạ, bây giờ phần thưởng nó sẽ có 2 option để anh lựa chọn. Một là một ly cà phê, hai là một ly rượu. Trời ơi, chơi gì chơi thưởng gì mà. Một ly cà phê hoặc một ly rượu vào cái giờ này là đúng là quá tuyệt vời rồi. Không có ai tài trợ. Không có ai tài trợ hết trơn anh trời á. Sao thấy có mấy cái bản gì? Cái đó của Cát Tường, không có ai tài trợ hết trơn á. Thì tặng ít ra, tặng mấy cái này cho người ta có thể sử dụng được. Giờ này uống cà phê, uống rượu. Thì cái đó cũng là cà phê mà. Cái đó là cà phê đó. Rượu là rượu gì? À, rượu, anh muốn rượu gì có rượu đó. Uống liền luôn hả? Uống liền luôn. Cà phê là cũng uống liền. Uống liền luôn, pha sẵn luôn rồi. Rượu thì các bạn có thể uống liền một ly, mà cà phê uống liền ly là nó ép tim. À, cà phê này không có ép tim. Cà phê này cà phê xanh chứ không phải cà phê. Ok, uống cà phê. Uống cà phê. Hôm bữa mình có live stream với Cát Tường một lần về cái cà phê này. Mình nhớ rất rõ cà phê này là uống là nó không có bị kích thích nhiều, mà nó còn giúp mình giảm mỡ, tốt cho tim mạch. Hay quá à, thương quá à. Nói chung cà phê này uống nhiều thì nó không có hại, mà uống lâu ngày thì nó có lợi. Uống hết đi, tinh tế vào. Đúng ra đưa người ta uống từ đầu cho nhịp tim ta nó sung lên đúng không? Uống hết đi mới sung. Tinh tế vào. Uống nhiều bị ép tim. Tinh tế vào. Mà uống hết luôn hả? Tinh tế vào. Trời, muốn đập cái ly cái ghê á. Sao vậy? Tinh tế vào. À. Trải nghiệm đồ hả? Ngon chứ sao? Tôi tức thiệt luôn á. Là sao? Cái số tiền mà tôi định sẽ tặng cho anh Quy Khánh trong chương trình ngày hôm nay, kể như tôi xóa bỏ từ đây. Các bạn tự nhiên tặng mình cái ly, ép mình uống. Mình uống hết xong cho tinh tế vào. Ủa, à, dưới cái ly có chữ trách nhiệm. Đó, tinh tế vào. Là uống xong là phải liếm sạch cái ly. Sao có trách nhiệm? Là sao? Liếm trách nhiệm. Uống phải có trách nhiệm. Uống xong đi rửa cái ly. Chứ sao? Dạ, có nghĩa là chủ đề ngày hôm nay em dành cho anh Quy Khánh có tên gọi là trách nhiệm. Tinh tế thật, mấy tinh người có tiền thật. Làm cái gì cũng khác người bình thường. Trong mắt của em, anh Quy Khánh là một người đàn ông rất trách nhiệm. Trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với bạn bè, trách nhiệm với bản thân. Thế anh, riêng anh thì anh nghĩ như thế nào về hai từ trách nhiệm? Là một người có trách nhiệm là, tức là cái người đó phải rất là nghiêm túc về mọi thứ, về thời gian, về công việc, uy tín của mình. Đó là từ trách nhiệm. Anh có uy tín không? Có chứ, nếu không uy tín này đâu tới đây. Thời gian có không? Anh có trách nhiệm có, anh đi làm, ví dụ người ta hẹn anh 7 giờ có mặt thì anh phải dậy ở nhà khoảng 6 giờ hoặc 5 giờ mấy để mình tới đúng giờ là mình có trách nhiệm. Tại vì mình đó là công việc của mình. Mình không thể nào để người khác bị ảnh hưởng, tức là mình có trách nhiệm. Mà sáng ngủ dậy còn đưa con đi học nữa là có trách nhiệm nữa. Đúng, ví dụ bữa nào mà mình đưa đi học, đi làm trễ khoảng
8 giờ thì mình mới đưa con đi học. Còn nếu bữa nào đoàn hẹn mình 7 giờ thì không thể đưa con đi học được. Tại vì 7 giờ con mới ra khỏi nhà. Đúng rồi, thì mình phải nhờ sự trợ giúp. Nhưng cái quyền may mắn đó lại cho vợ của mình. Đúng rồi. Vậy hiện tại là anh nghĩ rằng mình là người đàn ông trách nhiệm trên thang điểm 10 là mình chấm mình được bao nhiêu? Khoảng 8 thôi. Khoảng 8 thôi. Ừ, tại vì còn nhiều cái mình không thể làm được. Bởi vì đó là những cái trách nhiệm đó thiên về thiên chức của người mẹ. Như là đó là ai tâm sự với con gái à, trò chuyện của chị em phụ nữ rồi giúp đỡ con gái làm những cái việc của con gái, giống như chạy chiếu Huy Khánh sáng nào cũng phải chải tóc cho con gái mình nha, sáng nào cũng gây lộn, hay cho con gây lộn vui lắm. Sáng ra là ẵm con xuống vô toilet nha, xong bắt đầu ra hai cho con chải tóc, chải xong rồi buộc hai chùm cho con, buộc xong rồi sao bên này con méo hơn bên không? Này bên này méo hơn bên này, sửa lại. Sửa cái gì mà bù xù là sáng nào cũng nghe lộn, hoặc kêu thắt bính thì Khánh đâu biết thắt bính đâu. Ba thắt bính cho con, không biết thắt bính. Vậy là không có trách nhiệm lộn. Tại nếu có trách nhiệm là con chê một lần, hai lần là mình phải học. Không, cái đó mình không có năng khiếu, không có trách nhiệm. Đàn ông mà ai mà chuyện đi ngồi học thắt bính. Vậy rồi. Sao ông luộc ra, ông lặt rau được? Cái mình ăn hàng ngày, mình làm hàng ngày, mình thành thói quen rồi. Thôi được rồi, miễn bàn cãi, miễn tranh cãi, về sáng mai tranh cãi với con gái. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần thử thách thứ hai. Với thời lượng 5 phút, những người nổi tiếng á, cái quá khứ của họ luôn có những cái dĩ vãng rất là đen tối. Nhỏ này làm như ta đi chợ cướp cơm chừng vậy, đen tối rồi đem cùm đem xích cho bắt báo công an hay gì vậy? Cái bạn Nguyên Khánh thế nào, tôi hận bạn ấy một điều. Bạn nhớ bạn đã lấy một món đồ của tôi không? Trời ơi, tôi lấy nhiều món lắm, tôi đó, không nhớ. Bạn này có cái tật rất là xấu, thái mái chân tay, chơi với bạn bè cứ hay. Tôi giấu rồi, tôi quên. Lấy tôi đồ, lấy đạt của người ta. Hôm nay tôi sẽ bóc phốt bạn ấy. Bạn ấy đã lấy của tôi một cái ổ khóa. Mà quý vị nghĩ đi, con nhỏ người ta mua một cái túi LV á, cái mắc tiền nhất là có cái ổ khóa. Nó nói anh xin cái ổ khóa này nghe Tường. Rồi cái gỡ cái vỏ LV người ta lấy cái ổ khóa luôn bạn. Tôi tức mà tôi mất cái ổ khóa, cái vỏ nó giảm giá trị. Người ta tưởng cái vỏ đó mua ở cái gọi là ở chợ Kim Biên luôn chứ không còn là cái vỏ hiệu nữa. Cuối cùng người ta trả cái ổ khóa lại rồi. Không có trả. Có rồi, bị thằng khác lấy. Thằng nào lấy? Ai biết em đi với nhiều đứa quá. Anh lấy quen. Đúng là anh giữ giùm thôi. Giữ giùm cái gì? Anh lấy cái chìa khóa của em, cái trái tim màu bằng da nữa, em còn nhớ luôn á, em còn đem hận vậy lắm. Em mới kêu ổ khóa. Hôm nay em tặng anh 5 cái ổ khóa luôn, em dằn mặt anh á. Bỏ cái tính đó nha, tính khóa nó tính này xấu nha. Không có giá trị. Bây giờ đó thấy chưa? Có giá trị nãy giờ cũng xin rồi. Kính thưa quý vị, và thử thách của diễn viên Nguyên Khánh rất đơn giản. Thử thách chia làm hai phần. Phần đầu tiên 2 phút. Ở trên đây có 5 sợi dây xích với 5 kích cỡ khác nhau. Xin mời anh Nguyên Khánh trong vòng 2 phút hãy dùng những cái ổ khóa này khóa 5 sợi dây xích này lại thành hai cái vòng tròn. 2 phút bắt đầu. Khóa lại thành hai vòng móc tròn. Móc lại hết mà thành hai cái vòng tròn. Có tháo ổ khóa ra không? Chứ sao không? Trời ơi, hỏi cái chuyện mà đơn giản nhưng mà cũng hỏi. Ổ khóa là tôi giữ chứ hồi ông xin ổ khóa nữa tôi mệt lắm. Rồi để rồi hồi đốt tìm được cái chìa khóa nào của cái ổ khóa nào luôn á. Tìm chi nữa thì mình khóa là vô rồi thôi chứ. Mình phải xin cho người ta, phải cho người ta cái chìa khóa ta đem về. Muốn ăn phải lăn một vòng, một vòng. Hai cái vòng tròn. Hai vòng tròn hả? Hai cái vòng tròn mà sử dụng hết 5 sợi dây xích. Trời ơi, dễ ẹt thì làm đi ông nội. Thiệt á. Còn có 30 giây á, mà sao có vòng tròn của ông rồi có lẹo lẹo, cái thằng dính chùm kia là cái gì chổng? Nó kiểu á. Kiểu gì? Còn như cái ổ khóa đó ba. Từ từ. 15 giây. Cái gì vậy? Kệ anh ta. Vòng tròn đâu? Kệ anh ta. 9, 8. Nó nặng mà. 7. Tôi đâu có kêu cầm lên. 6. Xong rồi. 5. Hai vòng tròn. Không, cái thứ mà hay xin thêm với hay cho thêm, người ta kêu có hai vòng tròn à. Còn chi hai cái vòng rưỡi vậy, cái này móc cổ ai? Hồi nãy móc lộn, cái ý đồ là cái này nó vô cái này, nó bự cái vòng ra. Và 3 phút còn lại, đề nghị nghệ sĩ Huy Khánh dùng 5 cái ổ khóa này khóa tháo ra được 5 cái ổ khóa đó trong vòng 3 phút. Bắt đầu. Bởi vậy tôi nghi rồi. Không, cái này nó nằm đâu bên này? Cái này đúng là phải cho chơi dưới nước á, cái ngợp thở chết nghệ sĩ luôn. À, nhỏ này kỳ, chơi kỳ thiệt, lâu lâu người ta rồi. Chơi á, người ta tôn vinh anh đó, anh hiểu không? Cái sự hấp dẫn, cái gentleman của anh á, cái gọi là cái hormone mà đực của anh á, nó được phóng ra. Cái gì em nói, cái gì từ gì ghê vậy, cái gì mà nó phóng ra đực. Wow, một cái nè con. Mới mới được có một cái hả? Hai cái nè con. Thiệt. Hồi nhỏ nhà cũng mở két sắt dữ lắm vô. Lén ba mẹ mở két sắt kiếm em tiền. Đã tìm hiểu nghiên cứu anh mà, đúng nghề anh mà anh Khánh. Này em mà cho anh vô nhà em ngồi chắc mất hết vàng luôn á Tường. Trời khéo tay quá ha, đôi tay ấy thật là khéo léo.
Còn này hỏi mở đi he. Nó này... không đâu có cần 3 phút đâu quý vị, chỉ cần có 2 phút tháo và mở thôi. Yeah. Lên cái kỷ niệm, lên cái kỷ niệm. Lên cái kỷ niệm. Lỡ thấy chưa? Cái kỷ niệm chương trình rồi này nọ thôi chứ cũng này làm được gì đâu. Bây giờ em hỏi anh nè. Qua cái trò chơi em cho anh chơi anh cảm thấy như sao? Thấy giống như là một người mà trưởng thành lấy gia đình xong bị xiềng xích vậy đó, xong cái gặp sự cố mình phải gỡ từ từ ra rồi đó, dạng vậy đó. Ha. Em không ngờ anh sâu sắc vậy luôn á. Mình cầm lên được là mình phải để xuống được, chứ không thể mình lấy đồ của người ta mình quên trả. Không, này xin đàng hoàng cũng nhỏ. Quá khứ quá xin. Mình gắn vô được thì mình mở ra được. À. Đúng không? Có những cái mình đã quyết định mình phải chịu trách nhiệm với nó. Không, anh móc vô là có chơi có chịu. Anh móc vô. Mà nếu anh mở ra không được thì anh phải chịu bị xích. Mà anh mở ra được thì... Có nhiều người mở không được kêu thợ cắt tới nha. Cắt mấy sợi xích nè. Thiệt chứ bộ. Giống như mà két sắt thì quên mất chìa khóa là phải kêu thợ khóa tới. Thế nói chung là cái gì cũng được hết, nhưng mà quan trọng là mình phải mở ra bằng cách gì mà để nó êm xuôi, không để lại hậu quả và tốn kém. Thế là trong cuộc đời anh có cái gì anh bị vướng lỡ vướng vô mà anh ra không được, mà khi anh ra được anh phải bị sức mẻ và tốn kém chưa? Có, nãy nói rồi, có. Mà anh đâu mất mát. Em mất chứ anh... sao mất, con trai con gái đều mất nhưng như mà nhau em đó. Thấy anh được không à, anh có mất gì đó. Mất chứ mình. Mất cái thời gian mà mình không làm được gì tốt cho mình và cho những người khác là mình bị mất cái thời gian. Và mình bị mất cái tinh thần, mình không có tập trung công việc. Còn đối với đàn ông thì chắc chắn là đàn ông không có mất nhiều bằng phụ nữ. Phụ nữ dù như Tường hay như những người phụ nữ khác, họ sẽ bị mất tuổi thanh xuân, đúng không? Mất nhan sắc hoặc mất sức khỏe. Còn đàn ông thì mất ít hơn. Vậy là anh công nhận là phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông? Thiệt thòi, bản thân phụ nữ thiệt thòi hơn. Quay lại với hai từ trách nhiệm nữa, thì bây giờ bạn nghĩ rằng là nãy giờ bạn nói chung chung, bây giờ trách nhiệm Tường chia làm bốn đi, mình là một người nghệ sĩ mình chia làm bốn đi. Trách nhiệm với bản thân, mình cảm thấy là mình như thế nào? Có những cái đôi lúc mình thấy mình hoàn thiện rất là nhiều, mình cải thiện được cái tính cách, cái con người của mình, nhưng đôi lúc mình vẫn còn thấy mình chưa có trách nhiệm với gia đình mình nhiều. Cái này nói thiệt, tại nhiều khi mình ham cái công việc của mình. Gia đình là ba mẹ hay là vợ con? Gia đình nhỏ, gia đình vợ là con. Là vợ con. Đúng rồi. Là do sao? Do công việc hay là do mình ham chơi? Hay là do cái tính của mình? Lúc mà Huy Khánh ham chơi, lúc đó Huy Khánh chưa có gia đình. Nhưng mà lúc bắt đầu có gia đình rồi thì mình bắt đầu ham cái công việc hơn. Nói chung là mình luôn luôn muốn mình có công việc nhiều để mình có nhiều thu nhập để cho gia đình mình nó tốt hơn, có điều kiện hơn. Thì trong những lúc mà mình đam mê và mình mê đi kiếm tiền quá thì có những lúc đó là mình sẽ bị sao lãng với gia đình của mình. Thì khi mình đã sao lãng, mình không có thời gian nhiều với gia đình thì lúc đó chắc chắn cái trách nhiệm của mình nó sẽ bị mất đi. Đúng không? Rõ ràng. Yes. Trách nhiệm với gia đình lớn, gọi là đàn ông, nó cũng còn có một cái sự hiếu đạo với ba mẹ, thì Khánh thấy sao? Huy Khánh là một người cũng biết yêu thương ông bà cha mẹ. Nhưng mà vì cái tính cách của mình không giống như những người con gì cháu khác là thể hiện bên ngoài. Mình nào cũng cà rỡn phải không? Cà rỡn ở bên trong nhưng người ta không thấy mình nghiêm túc. Nhưng thật ra mình sâu sắc, mình nghĩ mình thấy được nhiều thứ. Nhưng mà mình nói chung á là cái công việc của mình á là không có thường xuyên có mặt ở nhà nhiều. Thậm chí ở nhà gia đình nhỏ của mình còn không có thời gian nói chuyện với con cái, thì chắc chắn là mình sẽ không có thời gian với ba mẹ nhiều. Nhưng mà mình khi mình nhìn thấy được những cái người bạn hoặc những cái người công việc khác á đối xử với cha mẹ, gần gũi cha mẹ, đưa cha mẹ đi chơi, thì lúc đó mình mới bắt đầu mình thấy ô cái trách nhiệm của mình giống người con, người cháu này là mình chưa đủ, cảm thấy mình đang sai, đang thiếu. Mình phải có thời gian ngồi và nhìn lại những cái mình thiếu thì mình mới bắt đầu là thấy mình đang thiếu. Đúng rồi. Trách nhiệm với công việc, với cộng đồng, với những người yêu thương mình. Cái trách nhiệm với khán giả YouTube của Khánh thì... Khán giả nhiều chứ không phải khán giả YouTube không. Mình đang nói từ cái nhỏ nhất. Áp lực lắm mọi người, một tuần là mình phải ra ít nhất 2-3 clip để làm chi, để khán giả có cái coi, cái thứ hai là mình giữ cái kênh mình, để thứ ba là nó tăng cái lượt view lên. Chứ thật ra trên YouTube không có kiếm tiền nhiều đâu nha các bạn. Mấy trăm ngàn mấy lượt đăng ký rồi? 400 mấy ngàn rồi. Ồ, em có 180 mấy ngàn rồi, em khổ lắm luôn anh Khánh. Tại em nặng quá, nó giọt lên không nổi á. Giảm cân bớt đi, tập gym giảm cân bớt. Ok. Cho nên đó là lý do mình muốn một cú đột phá để mình có nhiều cái view hơn, là mình phải làm phim, mình đầu tư hơn. Giống như Tường có những cái chương trình này là phải nói là có đầu tư đó. Nhưng mà từ từ nhiều khi chưa có đúng chủ đề khán giả thích, mình tìm hiểu coi cái số nào khán giả thích mình làm theo giống như cái đó nhiều hơn thì sẽ nhiều người coi hơn. Còn với trách nhiệm với công việc, với đồng nghiệp của mình thì Huy Khánh là một người khi mà đi quay, đi làm thì mình rất là có trách nhiệm.
đến đúng giờ, xong về cũng không có phàn nàn gì ai hết. Và khi mà đến nơi làm việc thì mình rất là yêu thương và hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh, bởi vì ai cũng làm việc mệt hết, mình không có phân biệt là từ thấp lên cao. Cho nên mình phải trân trọng lại. Không, cái này thì Tường ghi nhận là đúng là Khánh đi đâu là chỉ đem tới cái niềm vui, cái tích cực thôi. Bây giờ ít khi nào, tại sao mà Tường hay nói bạn này rất là cà rỡn? Tại vì thật ra không có phải gì một cái người nhỏ hơn Tường mà Tường kêu bằng anh đâu. Bằng anh này nó cũng có sự là một cái việc nó vui. Và cái thứ hai là cái người này nó vô hại với mình. Và rõ ràng là cái người này gặp mình là toàn cho mình những cái năng lượng tích cực không à. Thật đúng ra không? Cái Tường với Tiết Cương á là hai cái người nghệ sĩ mà Huy Khánh hỗ trợ nhiều nhất về cái mặt YouTube, và Huy Khánh luôn 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 nói là cần cái gì mình sẽ hỗ trợ. Và mình cũng chưa có cái nhu cầu cần lại thì mình không có làm cái gì nhiều. Ý là mình nổi tiếng hơn người ta đó, mình đâu cần người ta hỗ trợ, đúng không? Tại vì mình đã đi trước trên cái YouTube, mình biết là những cái người mà giống như ở nước ngoài, thật sự nghệ sĩ này với nghệ sĩ này họ luôn luôn cộng hưởng và hợp tác với nhau, họ làm để họ cùng đẩy nhau lên, chứ không có, họ không có cái suy nghĩ là tôi làm với bạn và bạn sẽ lấy hết cái khán giả của tôi qua, tôi sẽ không còn ai, cho nên là tôi sẽ cô lập bạn, tôi không chơi với bạn. Người ta không có như vậy. Ở Việt Nam mình là hay bị cái suy nghĩ đó là sai. Thật ra phải cộng hưởng, phải không? Khán giả của Tường thích Huy Khánh thì cũng đăng ký Huy Khánh thì vẫn còn là của Tường, chứ đâu có bỏ Tường qua Huy Khánh đâu, vẫn là của Tường mà, thì nó phải cộng hưởng qua lại thì nó mới đưa nhau lên. Hy vọng cái số phát sóng này ra tôi sẽ hưởng được chút mây mưa của Huy Khánh. Khán giả trên kênh YouTube của Huy Khánh sẽ qua đăng ký YouTube của kênh MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Hay quá anh Khánh ơi. Và bây giờ thì bà Bụt sẽ thực hiện những ước mơ của anh Huy Khánh nha, cho Tường quay trở lại với cái hộp mơ ước từ đầu. Mấy mốt cái hộp này mình có đầu tư mình làm nó đẹp đẹp xíu nha. Có chữ đồ thôi, đâu có cần thiết, quan trọng là ở bên trong nó là mình cái gì, mình bóc đại hay là mình tùy anh bóc đại ha, cho nó vui. Ba tờ đúng không? Ước mơ của anh mà. Màu vàng là gì? Vàng là có sức khỏe. Wow, ủa anh khỏe lắm rồi mà anh còn cần có sức khỏe nữa hả? Mình là bắt đầu qua U40 rồi các bạn à. Ủa anh 40 luôn hả? Em cứ ngỡ anh 81 là 40 rồi. Đối với 18, 19 tuổi vẫn phải cần sức khỏe. Tại vì có những người ở tuổi khỏe nhất nhưng họ không có sức khỏe thì cái tương lai cũng không có. Và ở cái tuổi này càng phải có sức khỏe để mình thực hiện được những cái ước mơ mà mình chưa làm được. Và mình phải có sức khỏe để mình còn nhìn con cháu của mình nữa chứ. Nhìn con cháu. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ước mơ sức khỏe sẽ thành hiện thực. Ok, này dễ mà. Cái này làm được. Cái này tôi nghĩ khó lắm với các bạn. Ước mơ của bạn sao tôi biết được? Bạn nói bạn thực hiện cho tôi. Tôi là bà Bụt, tôi cũng phải xem cái sự thành khẩn của cái... màu xanh là màu hy vọng. Có tiền làm phim. Tại đang nghèo không có tiền, phim vào 2 năm liền dịch quá, không có đi show được. Kênh YouTube của anh nó rần rần 400-500 ngàn người, của em có 180 mấy ngàn. Nhưng mà các bạn biết không, để mà kênh YouTube là cái kênh mà mọi người được xem miễn phí, giống như Cát Tường làm cái show này, Cát Tường cũng phải bỏ tiền thuê tất cả các anh em ekip. Không có tiền không làm được gì hết. Cho nên tất cả những cái gì mà liên quan tới nghệ thuật là phải có tiền. Phim Huy Khánh 5 tập thôi nhưng mà nó phải gần sắp xỉ là vài tỷ thì mình mới làm được cho bây mọi giờ người có coi. Tiền, có tiền làm phim mà là phim sắp làm rồi, nghe nói đòi nghe đồn. Vẫn thiếu. Mời vai tôi rồi mà còn có tiền làm phim gì thì nữa. Thì là không có trả tiền Tường á. Mời bạn giúp lần thôi, ai giúp hoài được. Thì lần này lần đầu giúp đi. Là sao? Đóng chơi vui có một phần bạn để lấy tiền. Đâu, không có lấy tiền, chưa bao giờ có ý định lấy thì tiền. Thì bây giờ giúp đó. Mình kiếm thêm tiền làm phim mình. Ủa là sao? Thiếu. Kiếm bằng cách nào? Tôi ra đứng đường hả? Tìm mấy cái đơn vị mà hay tài trợ cho Tường đó là móc xô vô Khánh vô ké một cái. Ké một cái. Ké vậy đó 200 triệu đồ, 500 triệu đồ. Ôi. Biết đâu sau chương trình này Mạnh Thường Quân đó. Tới tìm Cát Tường cho Huy Khánh tiền làm phim. Cái Huy Khánh nói tại sao không cho cái người mà mời Huy Khánh tới đây đó. Mình phải có kích cầu qua lại. Kích cầu qua lại. Dạ. Kính thưa quý vị, nếu như mà những cái ví dụ như những nhãn hàng nè, những nhà hàng nè, những bất cứ một cái nhãn hiệu nào mà muốn có mặt, có sự xuất hiện trong bộ phim của diễn viên Huy Khánh thì hãy có thể liên hệ trực tiếp với Huy Khánh hoặc là Cát Tường nha. Tường hứa là không bao giờ ăn tiền cò luôn. Và Tường sau ngày hôm nay cũng sẽ cố gắng dòm ngó xem có cái nào, nó đơn vị nào mà đang phát triển, người ta cần có cái sự hỗ trợ tương tác thì em sẽ giới thiệu cho anh. Ok. Cái đó cũng là giúp rồi đó. Giúp đó. Còn okay. Cái cuối cùng nha các bạn. Cái này là cái này bảo đảm Tường cũng phải muốn luôn. Lấy đi. Phim
nhưng thành công. Khi mình có tiền, giống như các mạnh thường quân, các đơn vị cho mình tiền làm, thì phim mình phải thành công để mình đền đáp lại cái công ơn của người ta, thì cái sản phẩm người ta được đến với nhiều khán giả hơn, và cái những diễn viên đóng cho mình được nhiều người công nhận hơn. Và Huy Khánh cố gắng quyết tâm làm cái phim của mình là phải lọt vô top trending, và mỗi tập phim là phải được cả triệu lượt view trong ít nhất là 2-3 ngày đầu. Wow. Mình đưa ra cái này nó khá cao, nhưng mà nó là thực tế có thể làm được, bởi vì những cái dàn diễn viên của mình và cái kịch bản của mình và cái nội dung phim của mình, Huy Khánh nghĩ nó sẽ thành. Mà mọi thứ đã chuẩn bị tới được bao nhiêu rồi? Nó gần như là 70% rồi. 70% rồi. Phim của Huy Khánh là một cái bộ phim nói về đề tài gia đình, có rượt đuổi, có pha hài hước nữa. Nói chung là nó là phim này Huy Khánh đạo diễn luôn nha. Wow. Nói chung là buồn quá. Vì tôi một có phân đoạn, một phân đoạn rồi tôi diễn cái gì? Không phải, thật ra là cái phim này là phim đầu tiên, cho nên Huy Khánh không có dám mời nhiều anh chị em nghệ sĩ của mình. Đợi cái phim mình thành công bắt đầu mình đi. Vậy chứ ông mời ai làm phim? Mình có cái tiếng nói á, mình mới tìm được tài trợ, mình mới có tiền trả cho các bạn của mình mới mời cái vai nó dài hơn. Thôi tối nay em sẽ về em suy nghĩ, em sẽ cầu khẩn, em sẽ cầu nguyện, em sẽ thắp nhang, em sẽ thiệt hứa. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Cát Tường. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Nãy giờ vui không mọi người? Anh Huy Khánh cà rỡn thôi, nhưng mà anh Huy Khánh là một người rất là tốt với đồng nghiệp, hết lòng để giúp đỡ các bạn bè. Và ngày hôm nay là rất cảm ơn anh Huy Khánh đã dành thời gian đến cho với cái talk show nhỏ nhỏ xinh xinh của Cát Tường. Cảm ơn anh Huy Khánh rất nhiều, chúc cho những ước mơ của anh thành sự thật. Chúc cho dự án phim của anh sắp tới sẽ là đạt được cái triệu view khủng trong những ngày đầu giống như là ước mơ của anh, và đặc biệt là chúc anh nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị nha, nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất là quen thuộc 18:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Và một lần nữa cảm ơn công ty Thiên Nhiên Việt đã đồng hành cùng với Cát Tường.